Xin kính chào tất cả các em nhôm kính. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho anh em cách để mình phay đố một cái máy phay mili. Sau đây thì mời tất cả anh em cùng theo mình vào để thao tác cái máy phay này. Ở đây là cái chưởng máy làm nhôm của bên mình, máy cắt hai đầu, máy cắt một đầu, máy đột, máy nén khí. Sau đây mình sẽ quay cái máy phay cho anh em xem. Đây là cái máy phay mili. Đây thì mình đã cân sẵn cái lưỡi cánh của PMA đây rồi. Đây nó có cái cự xoay này gồm có 6 cánh. Anh em ví dụ như là cân các cái nhôm khác nhau. Đây mình cân sẵn PMA khung và PMA cánh đây rồi. Bây giờ mình sẽ phay thử cái lưỡi cánh này cho anh em xem nhé. Đây là cái cánh của cái nhôm GD. Nhôm GD 55, cái nhôm này rất là mỏng. Này, đầu tiên anh em đưa cái kênh nhôm vào đúng cái cỡ xoay này. Đấy. Sau đó là anh em ấn cái nút cặp phôi. Đấy. Đấy. Anh em xoay cái này thì nó sẽ kẹp phôi lại. Sau đó là anh em bật cái át động cơ lên. Sau đó là phay. Khi phay xong thì anh em tắt động cơ đi. Đây là cái này, tắt động cơ đi. Đấy, cho đó nhà kẹp ra để lấy cái cây nhôm ra. Đây là cái cây nhôm mình vừa mới phay xong. Ở đây mình sẽ ghép thử cho anh em xem nhé. Đây anh em nhìn này, đây chỉ là những cái lớp sơn. Cạo cái lớp sơn này đi. Đây anh em xem. Khi mà phay xong thì rất là khít như này. Đây mình sẽ quay mặt bên này cho anh em xem. Đấy. Rất là khít đây.